chào các bạn, đây là một nơi nghỉ dưỡng sang trọng đắt đỏ bậc nhất thế giới, là chốn thiên đường cho những ngôi sao bóng đá. Đôi khi bạn đọc tin tức về những ngôi sao đi nghỉ dưỡng thì cái cụm từ Bahamas thường gắn liền với địa danh đó. Bahamas nằm ở phía đông nam của Mỹ và đông bắc của Cuba. Quốc đảo này có gì thú vị mà khiến nó, dù chỉ có dân cư thì thưa thớt, diện tích thì không phải quá lớn mà vẫn nổi tiếng đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Bahamas, hay còn được gọi là khối thịnh vượng chung Bahamas, là một quốc gia nằm trong vùng biển Caribe. Ở quốc gia này gồm có khoảng 700 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Nhiều người cho rằng cái từ Bahamas là cái từ ở trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là biển nông, Bahama. Nhưng cũng có những người tranh luận rằng Bahamas thì xuất phát từ một cái từ khác của tiếng bản địa, có nghĩa là phần đất rộng ở trên cao, và cũng có thể tạm hiểu đó là một cái hòn đảo. Bahamas thì từng là thuộc địa của Anh và trở thành một quốc gia độc lập trong khối thịnh vượng chung từ năm 1973. Đất nước này thì có diện tích là 13.878 km2. Như vậy là diện tích của Bahamas lớn hơn diện tích tỉnh Nghệ An, cái tỉnh lớn nhất của nước ta một chút thôi. Nhưng mà Bahamas thì gồm nhiều cái đảo, nó nằm ở nhiều cái khu vực khác nhau, nên cái diện tích vùng mặt nước của Bahamas thì lại tương đối lớn. Nó nằm trong top 50 của thế giới với diện tích phần mặt nước là 650.000 km2. Và trong số 700 hòn đảo được tìm thấy ở Bahamas, chỉ có khoảng 30 cho đến 40 hòn đảo là có người sinh sống mà thôi. Hòn đảo lớn nhất của Bahamas được gọi là đảo Andros, nằm ở phía bắc của Cuba. Các đảo lớn khác bao gồm một số quần đảo nổi tiếng, ví dụ là quần đảo Bimini nằm về phía tây bắc, hay là quần đảo Grand Bahamas, nơi có thành phố lớn nhất của Bahamas, cũng có những cái khu vực ở bến cảng nữa, hay là đảo Chris Abaco nằm ở phía đông, cũng như đảo Chris Inagua, hòn đảo lớn thứ hai của Bahamas thì nằm ở phía nam. Hầu hết những cái đảo này của Bahamas thì nó không có nhiều những cái đỉnh núi, không có cái độ cao quá lớn, và độ cao của nó chỉ là một vài mét so với mực nước biển mà thôi. Và cái điểm cao nhất của Bahamas chỉ là 63 mét so với mực nước biển. Nơi đặt thủ đô của Bahamas đó là Nassau thì chỉ có độ cao là 37 mét so với mực nước biển. Hầu hết đất ở Bahamas dựa trên những cái phần san hô, những cái đảo san hô từ ngày xưa nó hình thành lên. Cũng giống như những cái đất nước ở nằm gần xích đạo khác thì Bahamas có hai mùa rõ rệt, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, trong khi mùa khô thì kéo dài từ tháng 11 cho đến tháng 4. Hiện nay thì dân số của Bahamas là chưa đầy nửa triệu người, chỉ khoảng 400.000 người mà thôi. Trong đó phần lớn cư dân của Bahamas là những người gốc Phi. Tại sao lại nhiều người gốc Phi như vậy thì chúng ta sẽ đề cập ở phần sau trong lịch sử của Bahamas. Ngoài ra còn có những cái nguồn gốc cư dân tới từ châu Á hay là những người đến từ Tây Ban Nha. Ngoài những cái cư dân bản địa của Bahamas thì có một lượng lớn những cái du khách tới từ Hoa Kỳ và châu Âu. Ngôn ngữ chính thức ở Bahamas đó là tiếng Anh, hầu hết được người dân Bahamas sử dụng. Một số người cũng nói những cái ngôn ngữ địa phương khác. Ngoài tiếng Anh thì một số người nhập cư đến Bahamas sử dụng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha để giao tiếp hàng ngày. Chúng ta đã ngợi ca về vẻ đẹp của Bahamas, đã nói về thiên nhiên của đất nước này, đã nói về dân số không phải là quá đông, diện tích cũng thuộc loại trung bình, nếu như không muốn nói là nhỏ tại Caribe. Vậy thì nền kinh tế và sự giàu có của Bahamas đến từ đâu? Có thể nói là điều kiện kinh tế của Bahamas là ổn định so với những quốc gia khác trong khu vực Caribe trong những năm gần đây. Nền kinh tế của Bahamas thì chủ yếu dựa vào du lịch và dịch vụ ngân hàng. Nếu mà tính tổng chung lại thì các loại hình dịch vụ đóng góp vào khoảng 90% GDP của Bahamas. Riêng du lịch thì đã là 60% rồi. Với lợi thế về vị trí địa lý khi mà nằm không quá xa của nước Mỹ, cảnh quan thiên nhiên thì tươi đẹp, khí hậu thì cũng dễ chịu, ngôn ngữ sử dụng cũng rất là phổ biến là tiếng Anh, thì Bahamas đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm và nó tạo điều kiện cho cái ngành công nghiệp du lịch ở đất nước này phát triển. Chế độ thuế quan cũng rất là ưu đãi, góp phần thu hút những cái công ty tài chính, những ngân hàng hay là những người giàu có đến đây để mà nghỉ ngơi. Ngoài du lịch và dịch vụ ngân hàng, cái lĩnh vực sản xuất công nghiệp và nông nghiệp thì chỉ chiếm khoảng 10% GDP của Bahamas mà thôi. Mặc dù là chính phủ Bahamas thì rất quan tâm những cái lĩnh vực này, nhưng nó không đạt được nhiều kết quả khả quan. Và thôi, họ cứ tập trung vào du lịch và ngân hàng, những cái ngành đóng góp chính cho kinh tế của đất nước này. Một trong những điểm đến quan trọng ở Bahamas đó là thủ đô Nassau. Nassau là thành phố lớn nhất và là thủ đô, là trung tâm thương mại của Bahamas. Thành phố này thì chiếm khoảng 70% tổng cư dân của Bahamas rồi. Nguyên gốc thì Nassau là một nơi từng là thành lũy của những tên cướp biển. Thành phố này đã bắt đầu phát triển vào thế kỷ 18 khi mà rất nhiều người đã di cư từ Mỹ sang đây. Một số người gốc Phi cũng tìm đến đây để kiếm kế sinh nhai. Một lần nữa phải nhắc lại rằng thủ đô của Bahamas chỉ cách Miami chưa đầy 300 km mà thôi.
giúp việc di chuyển trở nên rất thuận lợi. Bahamas cũng được hưởng lợi rất nhiều khi mà Mỹ đã ban hành cái luật cấm công dân của mình du lịch đến Cuba vào những năm 1960. Từ đó thì những công dân Mỹ đã lựa chọn một cái điểm đến mới tại khu vực Caribe, không phải là Cuba nữa, và đó chính là Bahamas. Đến với Bahamas, bạn sẽ thấy quốc kỳ của Bahamas tung bay. Quốc kỳ gồm một tam giác đều màu đen gần với khu vực cán cờ, lại có hai dải màu xanh và một dải màu vàng ở giữa. Lá cờ này được sử dụng từ năm 1973, cụ thể là ngày 10 tháng 7, đó chính là ngày độc lập, ngày quốc khánh của Bahamas. Các màu sắc trên cờ của Bahamas thì tượng trưng cho hình ảnh và nguyện vọng của người dân đất nước này. Màu đen thì tượng trưng cho sức mạnh và sự thống nhất. Hình tam giác nó gần giống như một cái mũi tên thể hiện quyết tâm của người dân Bahamas trong việc phát triển. Màu xanh thì tượng trưng cho biển, màu vàng thì tượng trưng cho mặt trời với ánh nắng chói chang tại đất nước Bahamas, một đất nước nhiệt đới. Đến với Bahamas thì bạn sẽ ngắm gì ngoài biển? Đó chính là ngắm hồng hạc, là chim biểu tượng của Bahamas. Đây là quốc đảo mà tập trung rất là nhiều hồng hạc Caribe. Hồng hạc Caribe thì sống thành từng đàn lớn trên hàng chục nghìn con ở những nơi nước nông. Chúng thích sống ở những cái khu vực có nhiều tảo và những cái loài nhuyễn thể. Chính bởi vậy nên ở các hồ, ở các phá, ở các đầm lầy thì gặp rất là nhiều những loài hồng hạc này. Chúng có bộ lông màu đỏ nổi bật với nhiều sắc độ khác nhau. Người Bahamas đã tìm những sự liên hệ giữa màu lông của cái con hồng hạc này với sự phát triển trong lịch sử của đất nước mình. Họ coi cái văn hóa của đất nước mình phát triển rực rỡ giống như màu lông của những cái chú hồng hạc, hay là cái sự hy sinh trong sinh sản và nuôi con của hồng hạc thường được so sánh với cách người Bahamas cũng đã hy sinh và truyền bá văn hóa qua nhiều thế hệ. Loài chim này cũng có thể sống cùng nhiều loài khác trên cùng lãnh thổ Bahamas, giống như việc đất nước này là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa khác nhau, từ châu Phi, từ châu Âu cho đến Hoa Kỳ. Ngoài ra, rất là nhiều đặc tính khác của hồng hạc Bahamas được ví giống như biểu tượng của con người và đất nước Bahamas. Không chỉ có chim đâu, Bahamas còn nổi tiếng với lợn nữa. Đây được coi là thiên đường của những chú lợn hoang. Ở Bahamas có một hòn đảo đặc biệt có tên là đảo lợn. Đảo này thì dài 5,6 km, rộng gần 1 km và nằm cách thủ đô Nassau của Bahamas khoảng hơn 65 cây. Nơi đây thì không có người sinh sống và trên đảo thì chỉ có những chú lợn nhỏ với màu lông khác nhau sống tự do mà thôi. Một điều vô cùng đặc biệt là những chú lợn ở đây đều có thể bơi. Bản năng sinh tồn đã biến chúng thành những kình ngư đích thực, những kình ngư lợn. Vốn là đảo không có người với rừng bao bọc xung quanh, nhiều người đặt câu hỏi tại sao một đàn lợn lại xuất hiện ở cái nơi đồng không mông quạnh như thế này. Thì nhận được một số lý giải như sau. Có người thì cho rằng chúng đến từ một cái con thuyền bị đắm trước kia rồi tự bơi vào bờ. Đây là những cái thuyền chở theo các loài động vật, trong đó có lợn. Trong khi số khác thì lại cho rằng những thủy thủ từng đặt chân lên đảo. Những thủy thủ này thì đưa lợn lên đây, sau đó thì họ dự định sẽ quay lại để mà thịt lợn hoặc là nuôi lợn. Tôi chẳng hiểu tại sao không ai trở về nữa và đàn lợn trở nên vô chủ. Những cái lý giải trên thì cũng có thể đúng và cũng có thể sai bởi vì chưa tìm thấy một cái bằng chứng lịch sử nào. Nhưng dù sao đàn lợn vẫn là một điều đặc biệt ở đây. Dù nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp say đắm lòng người, vẫn còn nguyên nét hoang sơ quyến rũ với biển xanh, cát trắng vô cùng lãng mạn. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm cộng lớn nhất của Bahamas. Có thể nói điểm cộng lớn nhất của Bahamas chính là những chú lợn này. Bạn check-in ở trên bãi biển một mình bình thường, hoặc thậm chí là check-in với bạn bè đang chill được quá bình thường, nhưng mà check-in với những chú lợn đó mới là điều đặc biệt. Sống trong môi trường bán hoang dã nên những chú lợn ở đây rất là hòa đồng và thân thiện với con người. Chúng dành phần lớn thời gian dưới biển để tìm kiếm thức ăn và giữ mát cơ thể. Mỗi khi thấy thuyền của khách chuẩn bị cập bến thì bầy lợn sẽ bơi lại gần để mà xin ăn. Một số chú lợn còn biết nghe theo những cái hiệu lệnh của những người hướng dẫn hoặc những du khách sành sỏi để được thưởng đồ ăn. Phần lớn du khách đến đây đều đem theo salad, cà rốt và bánh mì cho lợn. Nhiều người còn thích thú với việc chụp ảnh và bơi cùng với những chú lợn trong làn nước trong xanh ở Bahamas. Ở Caribe có một cái hố sâu màu xanh rất là nổi tiếng và cái hố sâu này thì nằm ở Bahamas. Đây là một cái lỗ sụp nằm chìm dưới nước. Chúng được gọi là một cái hang dốc đứng. Có rất là nhiều loại hố xanh khác nhau trên thế giới. Ở hố xanh sâu nhất trên thế giới có chiều sâu 220m ở một cái vịnh phía tây của Bahamas. Đây cũng là một trong những cái hố màu xanh ở trên đại dương nổi tiếng nhất trên thế giới. Từ mặt nước sâu nhìn xuống thì chúng giống như những chiếc hố ghê rợn dưới lòng biển. Và thực sự là chúng cũng rất nguy hiểm. Chính vì thế chỉ có những thợ lặn chuyên nghiệp mới lặn được xuống. Ở trong cái hố này thì nước thường là tĩnh, nhưng mà nước tĩnh cũng khiến cho khu vực này thiếu oxy trầm trọng bởi vì cái dòng nước nó không được lưu thông. Đối với con người thì việc thiếu oxy ở trong cái hố xanh này có lẽ không phải là vấn đề lớn bởi vì dù gì chúng ta vẫn thở bằng bình oxy chứ không thể lọc oxy từ nước.
Nhưng với những cái sinh vật biển sống trong những hố xanh này thì cái việc giảm hàm lượng oxy như vậy sẽ tạo ra những cái sinh vật rất là kỳ lạ so với các khu vực khác của đại dương. Hố xanh Dean là cái hố sâu nhất trong hệ thống các hố xanh ở Bahamas. Nhìn chung là nếu mà bạn đã từng xem bộ phim Cô Gái Đại Dương trước đây từng chiếu trên VTV3 thì có lẽ bạn sẽ liên tưởng nhiều đến những cái hố xanh này. Phần cuối chúng ta sẽ cùng điểm qua một vài sự thật thú vị khác về Bahamas. Buôn bán nô lệ từng là ngành kinh tế chính ở trên quần đảo Bahamas sau sự ra đi của thống đốc hoàng gia đầu tiên ở trên đảo, đó là thuyền trưởng Walter Rogers. Chế độ buôn bán nô lệ đã chấm dứt ở quốc đảo này vào năm 1838. Và sau cái thời kỳ này thì vào những năm 1980, hòn đảo này đã từng là một cái địa điểm nổi tiếng của bọn buôn bán ma túy, nơi mà chúng tuồn cocaine vào trong nước Mỹ. Sự thật thú vị thứ ba, đi xe buýt ở Bahamas được xem là xa xỉ vì giá của nó rất đắt. Thông thường, thuê một chiếc xe ô tô tự lái giá sẽ rẻ hơn. Ngoài ra, bạn cũng có thể thuê một chiếc xe đạp, một chiếc xe tay ga hay là thuyền, thậm chí là cả một chiếc máy bay nhỏ, đều thuận tiện hơn xe buýt. Sự thật thú vị thứ tư, tất cả những khoản thanh toán trong các nhà hàng và quán cà phê của bạn đã bao gồm cả tiền tip cho nhân viên, rơi vào khoảng 15%. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể cho tiền riêng những người phục vụ nếu họ giúp bạn hài lòng. Bahamas được xem là những nơi nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất trên hành tinh. Và sự thật thú vị cuối cùng, vị khách du lịch đầu tiên đến với Bahamas ở trong ngoặc kép chính là Christopher Colombo, người đã tìm ra tân thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này, câu chuyện về quốc đảo Bahamas. Nếu cảm thấy thú vị, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.